Vậy là giờ quyết định nhà cậu đi, nhà ăn Út tôi rồi đi, mình đi xuống dưới đó, bà con mà có ai đi nữa tôi sẽ mướn chiếc xe 52 chỗ đi cho nó đã. Vậy nha, quyết định vậy đi. Rồi. Ê, khoan khoan. Cái gì nữa? Nghĩ là chắc 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 gì? Em không đi được đâu chị. Trời ơi, cái cậu này đang bà ngon lành tự nhiên cái quỷ kèo ngang ngược vậy. Trời ơi, trời ơi, chưa có già mà chân tay nó rã rời hết rồi. Ôi dạ. Cái gì mà trưa nắng đứng lèm bèm than thở vậy cậu ba? Trời ơi, chị hai hả? Gì vậy? Chị mới tới hả? Ừ. Tới không báo trước để em ra em nghinh đón chị đàng hoàng chứ. Tới vậy bất ngờ mới vui chứ. Ủa rồi con Hằng đưa chị tới hả? Hằng nó chở chị tới. Ủa rồi nó đâu rồi? Không kêu nó vô đây chơi. Nó đi công việc của nó nói tầm chừng tiếng đồng hồ nữa nó quay lại nó đón. Nay chị qua đây có chuyện gì không? Sao không? Hả? Qua nhắc cậu là sắp tới là giỗ họ nhà mình ở dưới quê đó. Gia đình cậu có đi về không? Trời ơi, giỗ đó mà sao không về? Đúng rồi. Cứ 3 năm giỗ một lần, con cháu gặp lại với nhau, nhánh này gặp nhánh kia, rồi thắp hương cho ông bà. Trời ơi, nhắc tới cái chuyện này nôn nao trong lòng luôn nha. Ta nói như cái ngày hội vậy đó, con cháu khắp nơi nó tập trung về cái ngày đó vui đó ha. Cho nên là mình phải đi cả gia đình, cho mấy đứa nhỏ nó đi luôn. Vậy là gia đình cậu đi đúng không? Trời, đi chứ sao không đi. Vậy bây giờ đặt xe đi chung với gia đình chị nha. Đi chung cho nó vui. Sau đó đi du lịch. Đi du lịch? Đi du lịch, đi xuống Cà Mau luôn. Đi tới Cà Mau lận? Cà Mau chơi. Ở dưới nói là bây giờ Cà Mau đẹp lắm. Chị nói là tôi khoái rồi. Tại bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi đúng không? Đúng rồi. Đó, mình phải đi để biết đó biết đây. Vậy là giờ quyết định nhà cậu đi, nhà ăn Út tôi rồi đi, mình đi xuống dưới đó. Bà con mà có ai đi nữa tôi sẽ mướn chiếc xe 52 chỗ đi cho nó đã. Vậy nha, quyết định vậy đi. Rồi. Ê, khoan khoan. Cái gì nữa? Nghĩ là chắc 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 gì? Em không đi được đâu chị. Trời ơi, cái cậu này đang bà ngon lành tự nhiên cái quỷ kèo ngang ngược vậy. Em có việc riêng, việc riêng. Việc riêng gì? Thực sự là dạo này sức khỏe em không được tốt lắm. Em bị bệnh xương khớp mãn tính. Đi hả? Đứng nó khó khăn lắm. Đi như chị sao đi nổi. Bị xương khớp hả? Ừ. Hèn chi bàn ra là mất hứng thiệt á. Nhưng mà xương khớp có gì đâu. Sao có gì? Hồi đó chị cũng bị mà. Ủa chị cũng bị xương khớp nè hả? Tôi nói cậu nghe nè, mình lớn tuổi rồi. Không huyết áp thì cũng xương khớp. Mà nhất là xương khớp, tôi thấy là 10 người là hết 9 người bị rồi đó. Nhớ không? Nhớ không? Cái dỗ họ 3 năm về trước á, chị đi cà sẹo không? Ừ đúng rồi. Rồi đúng mỗi rồi. Lần đứng lên đứng xuống nó trời nó khó khăn nó mệt. Rồi sao gì hết? Trời, đây con Hằng nó quan tâm tới sức khỏe của tôi nên nó mua cái này cho tôi uống nè. Ủa cái này là cái gì với chị? Đó, nhờ tôi uống mà bữa nay chân cẳng tôi xương khớp tôi ngon lành. Ừ. Nó là viên uống trẻ hóa tế bào sinh học. Đó. Cái hiệu của nó này ha. Nè, cậu đọc đi. Vital Cell Sub Gel Premium Extract. Là chị uống cái này nó hết luôn hả? Nó là viên uống là bảo vệ sức khỏe, nó sẽ hỗ trợ đẩy lùi bệnh mãn tính. À chà. Hay không? À hay chứ. Thôi được rồi. Bây giờ ha, chị chỉ tôi ở chỗ này bán chỗ nào. Tôi chạy tới tôi mua tôi uống cho rồi đi. Ê, hả? Trời đất ơi. Đâu có được. Muốn uống cái này đúng không? Ừ. Nhìn cái mặt là thấy háo hức lắm luôn. Trời ơi, hết bệnh là phải uống chứ. Không được, cậu ơi, cậu muốn uống cái này cậu phải đi bác sĩ, rồi họ tư vấn cho mình uống như thế nào, liều lượng ra sao. Biết là tuổi già của tụi mình là bệnh mãn tính giống nhau. Nhưng mà mỗi người có mỗi một mức độ khác nhau hết. Cho nên phải đi bác sĩ tư vấn đàng hoàng mới uống nghe, không phải muốn uống là uống đâu. Rồi tôi đâu có biết bác sĩ nào, rồi chỗ nào để tôi đặt lịch đâu. Yên tâm, một hồi con Hằng nó quay lại nó đón tôi sẽ nhờ nó đặt lịch cho cậu, được chưa? Trời ơi, vậy đúng rồi, vậy là chị phải nói nó đi đặt lịch bác sĩ để rồi tư vấn luôn. Sau đó để được uống cái sản phẩm này, sao nó bảo vệ. Đúng rồi, biết đâu uống vô cái bệnh xương khớp mãn tính của em, nó được đẩy lui đi. Xong em bình phục lại, em kịp thời đi dỗ dòng họ mình, rồi có thể là đi du lịch với chị luôn. Cậu hứa rồi đó nha. Trời ơi, hết bệnh là đi liền, chứ hứa cái gì nữa mà hứa.